Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Bình Dương, dân khát vaccine nhưng hơn 311.000 liều thì tiêm nhỏ giọt. Đang dịch, Giám đốc Sở, Cục Phó Cục Thuế tỉnh vẫn đi đánh golf và tiếp xúc với F0. Kén chọn vaccine, xin hãy nhìn xuống. Thêm một pha xử lý cồng kềnh của Huế, bắt 23 người về từ thành phố Hồ Chí Minh quay đầu, cuối cùng lại phải tiếp nhận. Một ngày, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hai lần ra văn bản khẩn, thu hồi hai văn bản ban hành trước. Đi xe máy từ miền Nam ra, ngất xỉu bên đường vì 3 ngày không ăn. Xe luồng xanh chở người về đến quê mới bị phát hiện. Tạm giữ hình sự người vợ lao vào đánh công an xã để bênh vực chồng. Trên đây là phần điểm tin dịch Covid nóng nhất mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Sau đây, mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Bình Dương, dân khát vaccine nhưng hơn 311.000 liều thì tiêm nhỏ giọt. Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 8, trả lời phỏng vấn đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, tới nay đã có khoảng 311.000 liều vaccine phân bổ đã được tỉnh tiếp nhận và đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Thế nhưng, thực tế cho thấy tốc độ tiêm vaccine tại Bình Dương rất chậm, thấp hơn cả một số tỉnh miền Tây, dù số ca COVID-19 của Bình Dương đã vượt 20.000 ca và nóng thứ hai cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính tới sáng ngày 4 tháng 8, lũy kế toàn tỉnh Bình Dương mới có hơn 88.500 người được tiêm vaccine, trong đó chỉ có hơn 7.400 người được tiêm đủ cả hai mũi. Theo công bố của Bộ Y tế, tốc độ tiêm vaccine của Bình Dương ít hơn Long An. Tới ngày 4 tháng 8 đã tiêm được hơn 126.000 liều, ít hơn Đồng Tháp đã tiêm được gần 158.000 liều. Có một thực tế là hơn 2/3 vaccine được phân bổ tổng cộng 311.000 liều tại Bình Dương vẫn nằm trong kho. Trong khi đó, các doanh nghiệp, người lao động mong ngóng vaccine từng ngày. Thậm chí mới đây vì quá nóng ruột, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương còn đề xuất và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin tiêm vaccine Nanocovax thử nghiệm cho khoảng 200.000 người là công nhân, người lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang chờ trả lời của Bộ Y tế. Mặc dù Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương có kết luận cuộc họp yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, nhưng thực tế không như mong đợi. Tính trung bình trong khoảng 10 ngày gần đây, bình quân chỉ tiêm được khoảng 2.000 liều một ngày. Tốc độ có tăng lên chút đỉnh tính tới sáng ngày 4 tháng 8, nhưng cũng chỉ mới đạt gần 5.000 liều một ngày. Giải pháp nào cho vấn đề vaccine của Bình Dương? Một lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ mở rộng huy động các cơ sở y tế tư nhân, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để tham gia. Hệ thống y tế công gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế huyện, thành phố sẽ không ôm việc tiêm vaccine nữa mà sẽ giám sát, phối hợp với các đơn vị để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Đang dịch, Giám đốc Sở, Cục Phó Cục Thuế tỉnh vẫn đi đánh golf và tiếp xúc với F0. Kính thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn cho hay, ngày 3 tháng 8, chị TTQ, nhân viên của sân golf FLC Quy Nhơn, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, chị Quy có tiếp xúc với 4 người tại sân golf FLC Quy Nhơn. 4 người gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành, Cục Phó Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc, kinh doanh khoáng sản Titan và ông Lê Văn Thảo, công tác tại công ty cổ phần Phú Tài. Các ông này chơi golf ở FLC Quy Nhơn ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 và tiếp xúc với chị Quy. Theo Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, hiện 4 người này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19, được cách ly tại nhà. Nói về việc này, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, hiện tỉnh đã giao Sở Y tế xử lý theo quy định chung và không có trường hợp ngoại lệ. Trong khi đó, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, cho hay thời gian qua thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, trong đó có golf để phòng chống dịch. Ông Nam nói, việc FLC Quy Nhơn vẫn tổ chức cho người tham gia đánh golf là việc làm sai hoàn toàn và không chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch của tỉnh. Thành phố đang xin ý kiến của tỉnh để xử lý vụ việc. Trước đó, từ 6 giờ ngày 1 tháng 8, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh. Tiêm vaccine, xin hãy nhìn xuống.
Quý vị thân mến, tiêm vaccine không chỉ là quyền lợi, còn là trách nhiệm cao nhất của mỗi người trong thời dịch bệnh. Lúc này đây, mỗi người phải sống vì mọi người trong cộng đồng. Vậy mà trên mạng có nhiều thông tin không đầy đủ, phiến diện, buộc những người lo lắng cho sức khỏe cộng đồng đã phải lên tiếng kêu gọi đừng làm người khác hiểu không đúng, không đầy đủ về một loại vaccine dẫn đến chần chừ chờ vaccine khác. Vaccine đang khan hiếm, có tiền cũng không mua được, vì thế cả nước đã ưu tiên lượng vaccine ít ỏi có được cho thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn ở nơi được ưu tiên số lượng vaccine và tỷ lệ người đã được tiêm cao hơn, xin đừng phụ lại sự nhường phần của người dân địa phương khác. Tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe, sao phải e dè, ý kiến ngược xuôi khi tự mình không hề đưa ra được minh chứng thuyết phục. Theo dõi thông tin trên báo, tôi được biết hàng vạn người dân tỉnh Giáp Biên, Quảng Ninh đã được tiêm vaccine Verocell do hãng Sinopharm Trung Quốc sản xuất. Và dù có những ý kiến lo ngại thế nào, nhưng cư dân biên giới lại vui mừng khi được tiêm loại này. Bởi với họ, được tiêm trước là bảo vệ mình, là cần thiết, không thể kén cá chọn canh. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, việc tiêm các loại vaccine tại nơi đây diễn ra an toàn. Chưa hết, theo Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế, Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen đăng ký tham gia thử nghiệm đợt 3 vaccine Nanocovax. Hành động của Khánh Hòa thật ý nghĩa và đáng hoan nghênh vì không chỉ giúp người dân tỉnh này có thể thụ hưởng thêm vaccine mà còn là cách chọn lựa thiết thực thể hiện ý chí mong vaccine đội có cơ hội đến gần hơn với người Việt. Vaccine rất quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay. Nước ta chưa có điều kiện để có ngay, có đủ vaccine, vì thế cần sự ủng hộ và đoàn kết của mọi người dân trong những ngày này. Chúng ta phải ủng hộ, trân trọng vaccine trên cơ sở khoa học, tôn trọng các quyết định của cơ quan thẩm quyền, từ Tổ chức Y tế Thế giới đến Bộ Y tế, và đặc biệt phải xét trong tình thế nguy hiểm dịch đang đe dọa sức khỏe của toàn xã hội. Dịch bệnh không cho chúng ta thời gian để chọn lựa, kén chọn, dịch tràn lan, có khi chúng ta không thể trở tay, cái giá phải trả rất lớn. Tỉnh An Giang, nơi tôi đang sống, cũng phải giãn cách. Khi nhiều khu cách ly mọc lên cũng là lúc mọi người trông ngóng vaccine. Thế nhưng, mọi người vẫn ủng hộ dành số vaccine ít ỏi hiện có cho thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thành phố Hồ Chí Minh khỏe, an toàn thì người dân các nơi có thể trở lại tìm việc, kiếm sống, nông dân các nơi bán được con cá mới rau. Vì thế tôi mong bà con sống ở thành phố Hồ Chí Minh hãy tận dụng tối đa cơ hội có được vaccine để được an toàn. Tôi cũng mong rằng mọi người hãy bình luận, suy nghĩ về vaccine trên cơ sở khoa học, đừng cảm tính, đừng cắt xén thông tin, đừng hành xử như khi cuộc sống đang trôi chảy êm đềm. Chúng ta đang sống trong thời dịch dã, đặc biệt là gần đây khoa học đã chứng minh tiêm vaccine dù là loại nào cũng vẫn là tấm lá chắn bảo vệ cho chính người đó. Vậy được ưu tiên trao lá chắn, có nên chê bai, kén chọn? Cần nhắc lại, báo chí cũng đã đăng tải nhiều câu chuyện của những người ở nước ngoài bị nguy kịch, mong muốn được làm lại vì trước đó đã chê bai, bài xích và không chịu tiêm vaccine. Vâng, nhìn lên thì sẽ là lựa chọn vaccine này, vaccine nọ, nhưng ngó xuống mới thấy có vài chục triệu người chờ được tiêm vaccine, trong khi virus cứ thầm lặng tấn công chẳng chừa một ai. Thêm một pha xử lý cồng kềnh của Huế, bắt 23 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh quay đầu, cuối cùng lại phải tiếp nhận. Kính thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 8, trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng, cho biết trong sáng cùng ngày, công an Đà Nẵng liên hệ xe trung chuyển để đưa 23 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế. Theo Trung tá Rạng, 23 công dân này về từ thành phố Hồ Chí Minh cùng thuê xe hợp đồng để về quê tránh dịch. Khi đến chốt kiểm soát ở địa phận Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, trạm này không nhận, buộc xe phải quay đầu lại. Tài xế xe thế vậy đã để 23 công dân này tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng. Tại đây, các nhóm thiện nguyện đã cho thức ăn, nước uống và liên hệ công an Đà Nẵng đến giúp. Hiện nhóm người đã được đưa trở lại Huế và đang ngồi đợi khai báo y tế. Trung tá Dạng thông tin. Được biết, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung đối với 23 công dân này. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, trước tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến phức tạp, thực hiện công điện số 1063 CDTTG ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ban quyết định dừng tiếp nhận công dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31 tháng 7, trừ những người được chính quyền cho phép.
Đối với các công dân đã rời khỏi các tỉnh thành trên kể từ ngày 31 tháng 7 trở về trước, tỉnh sẽ tổ chức đón và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công an Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương, đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, tạm thời không rời khỏi nơi cư trú và thực hiện tinh thần giãn cách, ai ở đâu ở đấy. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Theo rà soát tổng hợp mới nhất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay có khoảng 50.566 lao động là người Thừa Thiên Huế đang làm việc tại đây. Một ngày, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hai lần ra văn bản khẩn, thu hồi hai văn bản ban hành trước đó. Kính thưa quý vị, tối ngày 3 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản khẩn gửi các bệnh viện trong ngoài công lập, cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khỏe F0 và các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn về việc thu hồi văn bản 5216 và 5279. Tất cả các văn bản này do Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam ký ban hành trong cùng một ngày, 3 tháng 8. Như vậy, trong ngày 3 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành 3 văn bản. 1. Văn bản số 5216 về việc mua thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. 2. Văn bản số 5279 về việc thay thế văn bản 5216. 3. Văn bản số 5289 về việc thu hồi văn bản 5216 và 5279. Tại văn bản 5289 vừa được ban hành, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nêu lý do một số nội dung chưa phù hợp, nay Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thu hồi hai văn bản nói trên và sẽ có hướng dẫn cho các đơn vị sau. Trao đổi với phóng viên tối ngày 3 tháng 8, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp ký 3 văn bản, cho biết lý do thu hồi các văn bản nêu trên là để xây dựng phác đồ điều trị cụ thể dưới ban hành sau. Phóng viên đặt vấn đề, vậy các loại thuốc được đề cập trong văn bản chưa có trong phác đồ điều trị? Ông Nam nói vẫn có trong phác đồ, tuy nhiên văn bản đầu tiên ghi cụ thể quá tên biệt dược, tên công ty sản xuất nên điều chỉnh lại bằng văn bản thứ hai. Nhưng khi trao đổi với các cơ quan chuyên môn, quyết định để bổ sung phác đồ, hướng dẫn cho cụ thể. Xe luồng xanh chở người về đến quê mới bị phát hiện. Kính thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 8, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã bàn giao 10 người đi trái phép từ Bình Dương về huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Riêng đối với hai tài xế vẫn đang cách ly tập trung và sẽ xử phạt hành chính về việc chở người trên thùng xe và không khai báo y tế. Lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa cũng khẳng định nếu vụ việc này để lây lan dịch bệnh sẽ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Trước đó, hai tài xế là PTB, 30 tuổi và NVS, 27 tuổi, cùng trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, lái xe tải luồng xanh biển số Đắk Nông chở rau củ quả từ thành phố Gia Nghĩa về thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 16 giờ chiều ngày 1 tháng 8, trên đường trở về thành phố Gia Nghĩa đến trạm thu phí Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì hai tài xế gặp và chở nhóm 10 người là đồng bào dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Do tình hình dịch bệnh, nhóm người này không có việc làm, tìm đường về quê nhưng không ai có phiếu xét nghiệm nên không thể qua chốt kiểm soát dịch bệnh tại trạm thu phí Lái Thiêu. Lợi dụng là xe chở hàng luồng xanh, hai tài xế B và S đã cho 10 người này lên thùng xe và thông các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Đắk Nông. Đến 20 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 8, khi về đến địa bàn thành phố Gia Nghĩa, hai lái xe cho 10 người này xuống khu vực Cầu Gãy, xã Đắk Nia. Sau khi xuống xe, nhóm người này tiếp tục đi bộ về hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khi đến khu tái định cư An Phương thuộc tổ dân phố 1 phường Nghĩa Trung thì bị công an phường này phát hiện, lập biên bản xử lý và báo cho lực lượng y tế. Ngay sau đó, hai lái xe và nhóm 10 người nói trên đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố Gia Nghĩa. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, hai tài xế B và S do thấy nhóm người đồng bào hoàn cảnh khó khăn đi bộ nên giúp đỡ, không vì mục đích vụ lợi. Tuy nhiên, việc làm này đã vi phạm quy định nên trước mắt xử lý vi phạm hành chính. Nếu từ vụ việc này làm lây lan dịch bệnh, sẽ củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hai người này theo quy định của pháp luật. Đối với 10 công dân nêu trên, thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú của họ để xử lý việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đi xe máy từ miền Nam ra, ngất xỉu bên đường vì 3 ngày không ăn. Kính thưa quý vị, một lãnh đạo xã Nam Điền cho biết khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 8, xã nhận được tin báo một người đàn ông ngất bên vệ đường, cạnh đó có chiếc xe máy. Xã đã cử lực lượng y tế và công an xuống hiện trường xem xét. Khi người này tỉnh lại, ông cho biết quê ở Yên Định, Thanh Hóa, vào miền Nam làm thợ xây.
Mấy tháng nay, dịch COVID-19 bùng phát, không có việc làm nên không có tiền nên quyết định chạy xe máy về quê. Về đến thôn Hưng Hà, ông ngất xỉu vì 3 ngày chưa có gì ăn. Ngay sau đó, một chiến sĩ công an đã chạy đi mua sữa, nước mía và cháo về cho ông ăn. Ngay sau khi ăn và ngồi nghỉ một lúc, ông khỏe hơn nên nói sẽ tiếp tục chạy xe máy về. Lực lượng chức năng đã sạc pin điện thoại để ông điện về nhà, tặng 2 chai xăng và một ít tiền để ông đi đường. Ông ấy đói quá nên ăn hết hộp cháo, uống được ly nước mía và một ít sữa. Ban đầu xã định thuê xe cứu thương chở đi viện, nhưng sau đó ông tỉnh táo hơn và mong muốn về nhà. Phía xã đã hỗ trợ một ít xăng và tiền mặt để ông có thể về đến nhà, vị lãnh đạo xã chia sẻ. Tạm giữ hình sự người vợ lao vào đánh công an xã để bênh vực chồng. Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân về hành vi chống người thi hành công vụ. Bà Tuyền đã lao vào đánh công an xã khi họ đang lập biên bản. Trước đó khoảng 16 giờ 5 phút ngày 3 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, điều khiển xe máy chạy hướng Hòa Lạc Phú Hiệp nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tại đây ông Cường trình bày do ở nhà buồn chán nên đến nhà của thằng em chơi. Tổ tuần tra lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thực sự cần thiết. Lúc này, vợ của ông Cường là bà Trần Thị Tuyền đi đến nơi lực lượng công an lập biên bản, dùng lời lẽ thô tục để chửi tổ tuần tra. Mặc dù được lực lượng chức năng giải thích, nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục. Tổ công tác yêu cầu cưỡng chế đưa bà Tuyền về trụ sở công an xã làm việc, thì bà Tuyền xông đến đánh một công an viên. Vì vậy, tổ tuần tra khống chế bà Tuyền đưa về trụ sở công an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh Đồng hành cùng với Tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.